Quý vị ơi, hôm nay em có về quê thì ngày hôm qua em vừa mới phát 50 phần thì ngày hôm nay tiếp tục phát 50 phần cộng với 14 phần trao học bổng cho những bé học tiểu học nha cả nhà. Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay em được sự giao duyên ủng hộ của các mạnh thường quân ở nước ngoài. Thì ngày hôm nay tiếp tục là phát 50 phần quà nữa, là được sự ủng hộ của chị Ly ở bên Úc, là ủng hộ là 17 triệu 860 ngàn, và cô Đặng ở Úc là ủng hộ 5 triệu, cô Xuân ở Mỹ là 2 triệu 3, anh Thiền Nguyện Sinh Tố là 10 triệu, cô Diệu Liên ở Mỹ là 100 đô là 2 triệu 3, cô Trang ở Mỹ là 1 triệu rưỡi, chú 5 đô la ở nước Mỹ là 2 triệu. Và ngày hôm nay em sẽ tiếp tục phát 50 phần quà của chị Ly, còn một số tiền lại thì gộp chung vô phát tiền mỗi người hộ là thêm 200 ngàn của các mạnh thường quân ở nước ngoài luôn nha quý vị. Và xin mời quý vị và các bạn cùng xem video clip, và bây giờ em sẽ phát quà. Và ngày hôm nay tiếp tục là phát thêm 50 phần quà cho bà con những người già ở Bình Định nha cả nhà. Ba mấy cô qua nhà Bình Định phụ. Và mỗi phần quà thì gồm có những gì chị Năm ơi? Cô lại nha. Một thùng mì tôm, một dây dầu Trường An, một ký đường, một bì bột ngọt 400 g, một bì hạt nò cho no, một chai nước tương, một lốc nước yến, một bì bánh chocolate và một bánh gạo hả? Bì bánh gạo. Tổng cộng là 9 món. 9 món. Rồi thấy đi phát từ thiện cực lắm nha quý vị. Sắp 100 phần quà mà đuối luôn ha. Ê, chị này tiêm mấy mũi vắc xin rồi? 2 mũi rồi. Giờ mới làm thành thạo rồi hết mất hả? Giờ làm thành thạo mà hết rồi. Và gửi bác học thuốc luôn. Cảm ơn nhà tài trợ, cảm ơn chiếu nha. Dạ. Nhiều. Các bác các bạn. Tạm gửi anh nè. Để anh Dũng anh nói hả? Nói đi. Tư lộn đâu ta? Nãy có tư lộn mà. Cảm ơn bác, cảm ơn bác cô nha. Dạ dạ. Dạ không nhé. Từ từ người ta nhận xong rồi cô nhận nha. Rồi, ok. Rồi tiếp tục cô Chín nè. Rồi con gửi à. Cảm ơn con. Cảm ơn Mạnh Thường Quân với cảm ơn con chị. Rồi còn ai nữa không ạ? Đưa lên tay người ta luôn đi. Còn hết thì để lại con lại đi. Mọi người
đưa tiền cho ta. Có tiền chưa? Cái ta là của bạn này hả? Con đó. Sao mà biết mày không biết mày coi chứ. Thành nhận nó chưa? Sao làm lớn đứng đây. Thành nó có phiếu đâu, phiếu đâu. Phiếu Thành đâu? Trời thất bại chỗ hút thuốc xong. Thì ngày hôm nay được sự ủng hộ của các mạnh thường quân ở nước ngoài thì có em có phát thêm 14 phần cho những học sinh nghèo vượt khó. Và bây giờ em sẽ đọc danh sách mấy bạn nào có thì hô có giùm em nha. Một, Tô Tiến Đạt. Có. Có đây là nhà tiền không? Từ chưa rồi, xếp hàng luôn đi, xếp hàng, xếp hàng đi. Đứng tương mát này con. Đứng xe lên mặt này. Nguyễn Huỳnh An Nhiên quán. Trần Thánh Trung quán luôn. Chưa tới. Nguyễn Anh Vũ. Nguyễn Văn Tính. Nguyễn Lan sinh năm 2013. Lốt dưới rồi lốt. Nguyễn Thái Bảo Khang 2013. Nào Thái Bảo Khang vô. Mạnh dạn thôi chứ. Đi học giỏi này sao lại không mạnh dạn được. Hà Nguyễn Tuấn Vũ. Đừng quay mặt lên này con, quay mặt lên đây chú này. Đó, đứng thẳng một hàng. Rồi đó. Phạm Trúc Nhi 2012. Mấy là Phạm Trúc Nhi hả? Không có, tình vô. Dạ hai anh em hả? Trúc Nhi. Trúc Nhi lớp 4A4. Nguyễn Yến Vân. Nguyễn Vân em biết nó nhận giùm luôn á nó. Dạ. Lớp Tô Đình Nghĩa. Là cô nhận giùm hả? Nhận giùm cho nó đâu. Huỳnh Thủy Thùy Trinh. Có tiếng lên xíu rồi con. Rồi các bạn lên. Đứng hai hàng. À, đứng hai hàng đi. Con đứng trên này này, đứng sát bên trên này đó. Đó rồi đúng rồi đó. Được. Rồi mình còn đứng hàng đó. Ông đứng lại cao. Chống lạnh nữa. Rồi đứng đó. Phạm Thanh Trần. Phạm Thanh Trần có mà. Phạm Thanh Trần không có. Hồ Bảo Ngọc. Hồ Bảo Ngọc. Huỳnh Hoàng Kim Liên. Có không có chứ con. Rồi quán tới 4 người lận quý vị ơi. Anh Vũ. Xếp hàng vô con. Rồi đến là đến là điểm danh phần số là quý vị ơi. Có phần nhận giùm nữa đó em nói nha. Có không? Con tên gì? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 chứ một người nhận giùm nữa là 2 đúng không? Là 11. 11 là thiếu 3 đó quý vị ơi. Ba đây vẫn chưa đến không? Dạ 3 người chưa đến. Và bây giờ Bình Định Giáo Viên thay mặt các mạnh thường quân ở nước ngoài sẽ phát cho mỗi bé học sinh này là mỗi phần bao lì xì là 500.000 để cho bé ăn Tết vui vẻ nha. Rồi chú gửi cho con. Bộ kim tra. Rồi kim tra đi. Rồi phát ra luôn. Rồi chú gửi. Kim tra. Cảm ơn mạnh thường quân được rồi. Rồi chú gửi. Rồi chú gửi. Con muốn nhận không? Rồi gửi. Rồi. Bên đây. Ai nhận hai đứa nha, hai phần nữa nha con. Ai nhận hai phần? Ủa ai nhận hai phần đó? Bé đó nhận cho ai nữa? Tên gì? Con gì không biết gì, học lớp con con nào. Hằng Nguyễn gì? Nguyễn Yến Văn. Nguyễn Yến Văn hả? Rồi chú gửi cho bé đó. Đặt ra cô ấy đếm em ạ. Rồi cô nhận cho con, cô hay ai? Rồi tên gì con? Tô Đình Nghĩa hả? Tháp ông lì xì ra có phải 500 ngàn không ạ? Tháp bà ngang giùm em đi. Sức bà ngang. Bôi lại trong bao thứ là cái đuối, có phải 500 ngàn không? Tháp bà ngang khui bao ra. Khui bao ra.
Cô có phải 500 không? Đó, đó mà nghe vậy đó. Đó, mấy đứa sắp hàng lại. Cô kiểm tra lại, đừng có nữa nữa người không con. Đứng ở đây này còn một hàng thôi. Rồi, mọi người khui bao bao lì xì ra phải 500 ngàn không? Đâu, đâu, đủ hết rồi, đầy đủ hết sao? Đây, thiếu ông con. Rồi có ai đại diện cảm ơn không nè? Cảm ơn mà. Ủa con học giỏi không? Học có tiếng tiếng không? Còn con? Nhà con giàu hay nghèo? Nghèo hả? Sao biết nghèo? Mẹ nói hả? À con, nhà con nghèo hay giàu? Nghèo. Sao biết nghèo? Ông này uống đu luôn nè, dễ thương nè. Tháo khẩu trang ra coi đẹp trai không? Rồi cảm ơn mấy con nha. Cha mẹ chở lên nhận tiền hay là mấy con đi xe đạp qua? Trong là đứa nào hay nhớ khác cho chú nghe bài coi. Không đứa nào hay hết hả? Thôi mấy đứa đi ra cho mẹ chở giờ đi. Rồi xong rồi. Con có không con? Con có mà con xếp hàng hoành tráng vậy con? Đưa cho đó chứ. Con có mà con xếp hàng hoành tráng vậy vậy? Còn không có anh. Còn 3 người nữa. Đó là phía trước nhà của Bình Định Giáo Yêu nha quý vị. Bên đó là bên núi nè. Để chờ chúng em ăn đi. Rồi em nha. Chắc nào có mấy tên gì chị? Tên Trung. Con học lớp mấy con? Hai. Sao nãy con không biểu mẹ đi sớm mà giờ mới tới vậy? Mẹ đi chợ. Vậy hả? Đây chú thay mặt Mạnh Thường Quân gửi cho con 500 ngàn để lì xì ăn Tết nha. Chúc Mạnh Thường Quân vui vẻ, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống vậy. Nói em. Chúc Mạnh Thường Quân. Chúc cậu Quân Quân. Sức khỏe. Sức khỏe. Vui vẻ. Rồi ok, cảm ơn con. Con mở phong bao lì xì nhiêu tiền nào? Rồi ok, nó ở xóm nào chị? An Tài. An Tài Trung An. An Tài Trung An à. Rồi chúc mừng năm mới hai mẹ con nha. Rồi quên quay rồi à, nghe. Nãy nói cái thi cũng thành rồi mà rồi mà. Rồi mọi người xếp hàng nhận phiếu cho con. Nãy Thành đưa cái phiếu rồi này. Thành. Bỏ đi thuốc đi rồi. Cầm tiền trước, cầm tiền trước. Mọi người nhận nó, nói lời cảm ơn Mạnh Thường Quân giùm con nha. Cảm ơn nha. Dạ. Cái tao cho ông em cùng. Rồi rồi rồi. Dạ.
Hợp lý. Này đưa phiếu cho. Phiếu này đưa về hiến rồi đúng không? Rồi lại ở đi. Còn ai nữa không có gì ơi. Thành đưa rồi đó. Thành đưa rồi. Thành này đưa anh Thói đưa cho. Rồi ok, hát bài nghe, nhảy bài ấy. Đâu bà, bà miền cái con. Rồi sao bà thích bà miền hơn cáo đỏ ta không? Cáo đỏ thì tiền hơn mà nó thích bà miền. Nào vừa mấy này. Vừa mấy. À, còn ai nữa mà nắng quá. Dạ. Bà con ở đứng bên ngoài rất là đông nha quý vị ơi. Đây. Để cho coi đã. Rồi tiếp tục. Từ lò nào hiến đâu. Phát còn 20 phần nữa phát không đi. Phiếu nha. Rồi anh gửi. Dạ. Ok. Xếp hàng. Rồi còn ai nữa không quý vị? Đấy rồi. Cảm ơn các mạnh thường quân đã hỗ trợ kênh Bình Định Giáo Yêu phát quà cho bà con nghèo, những người già ở Bình Định tất cả nha. Tiếp tục, anh quay rồi đó. Nóng quá. Tiếp tục. Ở kia rồi, đây. Phiếu. Anh lợn cho em. Cắt phim không? Anh ăn dần. Tạm không? Rồi. Bà có gửi. Rồi, cô lái đi. Cảm ơn nha. Không ai cảm ơn hết, kỳ quá. Cảm ơn nha. Thôi, ok, để tôi nhắn. Rồi, em gửi ạ. Cảm ơn. Dạ.
Ăn tám. Gì không? Nó đeo khẩu trang mà nó bóng mòn nè. Người ta đeo một lần rồi bỏ. Khổ quá mà. Khổ quá hay tiết kiệm quá. Thôi con gửi à. Tiếp tục, tiếp tục. Cái gì? Kẹp vạch xe có rồi. Rồi còn ai nữa mà? Còn ai còn phiếu không mọi người? Hết rồi. Nhặt cái điện không? Nhận giùm mình sao hai phiếu? Nhận cô này. À, cô ai rồi đó nhận cho. Rồi, từ rồi, nhận nhận bưng kia rồi. Dạ dạ rồi. Để cô này xong rồi tới cô hôm nay nữa mà. Nữa sao? Thì cho con lấy phiếu. À, con gửi 200 mà. Dạ cô cảm ơn nha. Dạ dạ. Nổi không? Sao hẹn 3 giờ, giờ 3 rưỡi 4 giờ mới tới? Trong tiền con. Được, trời ơi. Thôi em đây nghe, cô đây nghe. Rồi còn ai nữa không? Ai chưa có phiếu? Chú, phiếu chú. Phiếu này, phiếu gì? Đi đâu, cùng đi đâu, mới mừng ra. Này con gửi cô à. Hai phiếu này. Cảm ơn. Chú nhận giùm lại đi con rồi này, Nguyên, Nguyên. Chú lại xếp hàng đi. Cái này cô bác, bác hay gì chú? Bác, cô bác không phải chú đâu. Chú nhận hai phiếu cho quý vị. Này giùm. Thôi thôi. Gửi 400. Đây nữa. Có rồi. Mừng ra mừng ra để mừng bỏ bỏ cái nút bỏ coi qua ra. Đấy, nhầm luôn. Đúng rồi. Nổ không? Rồi rồi. Cô đưa phiếu con đi. Rồi con gửi tiền nè. Rồi nhận nhận xong mình cắt xe 2 mét hả? Cầm kia cầm kia. Rồi phần quà đó cô xong rồi cô. Cảm ơn nghe. Dạ dạ. Rồi đọc tên đi, đọc tên. Còn ai chưa nhận quà nữa không ạ? Nhận quà. Ai có phiếu rồi chưa nhận không? Rồi rồi. Rồi con gửi chú. Dạ. Rồi còn ai có phiếu mà chưa nhận không ạ? Rồi đọc tên làm dấu luôn đó, chú Tám đọc tên làm dấu luôn đi. Ai nhận tiền rồi. Để tôi đọc cái phần học sinh. Ủa sao con tới trễ vậy? Người ta nhận hết rồi giờ mới tới. Dạ con quên. Quên hả? Rồi đây là một phần quà của cô Ly Mỹ gửi tặng nè, con lái đi. Dạ con cao hết. Rồi. Rồi có thêm gửi 200 ngàn. Gửi đưa cái giấy cho phiếu cho chú đi. Rồi ok. Rồi con lái về đi. Chiên nổi không? Chậm thế, chậm. Cô quên. Đây này. Là ok tốt đấy. Xong đây mình kêu được hai về trước chạy. Anh ta chụp hình ông vô đó cứ chụp luôn mà ông luôn luôn. Người chụp cái gì? Đừng lái không dứt. Sao? Sao chú đi trễ quá vậy? Ờ, trễ thế nào? Trễ chứ nhà nước là chứng đầu á, chơi chứng đầu chứ nhà nước. Dạ, chụp chưa để chú chờ lâu vậy, quay đi. Dạ, dạ. Dạ xong rồi ạ. Rồi gửi 200 ngàn luôn. Một phần quà cộng với 200 ngàn. Chú nhận cho ai? À, bà chị chuẩn bị. Dạ. Chú Thư Dương. Trời ơi người ta nhận hết rồi giờ trễ mấy tiếng rồi đó. À, hộ nghèo mới được chứ bác. À, tôi cận nghèo ra được không ta? Trời ơi chú giàu nhất nhất thôn Đông Chánh này mà. Không có, chú cận nghèo mà. Chú cận nghèo. Chỉ nghèo mới nhận. Nước cứ cần nước. Cận nghèo khuyến khích chứ sao.
Thank you.